Thông thường khi đi ăn cưới, quy tắc thời trang duy nhất mà nhiều người nên nhớ là đừng mặc váy trắng lộng lẫy hơn cô dâu, trang phục lịch sự, nhã nhặn. Tuy nhiên, mới đây một cô gái chơi trội khi chỉ mặc một chiếc áo ngực để đến đám cưới. Chiếc áo ngực màu đu đe kết hợp với chân váy cùng màu sẽ cao đến đùi. Cô nàng còn rất tự tin chụp ảnh cùng cô dâu chú rể và dường như chẳng hề băn khoăn gì với trang phục có phần kỳ lạ của mình. Bức ảnh này sau khi được đăng lên Twitter đã nhận về hàng loạt chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, rõ ràng cô gái này không chú ý đến chuyện ăn mặc trong đám cưới làm sao cho phù hợp. Đi đâu cũng cần phải ăn mặc thật lịch sự, nhất là đám cưới thì càng phải chỉnh chu hơn. Cô nàng mặc đồ như đi biển đến dự lễ thành hôn của người khác quả thực khiến tất cả ngao ngán. Chắc chắn cô dâu chú rể hay các quan khách khác sẽ rất ái ngại khi nhìn vào bộ đồ của cô. Nó quá hở hang và không phù hợp rồi. Đây không phải là lần đầu tiên những bộ cánh đi ăn cưới của nhiều cô gái bị chỉ trích. Trước đó, cư dân mạng nhiều lần lên tiếng chỉ vì nhiều khách mời ăn mặc quá lồng lộn, nổi hơn cả cô dâu đến dự hôn lễ khiến ai cũng bối rối. Nhìn cứ như tất cả mọi người đi chơi lễ chứ không phải ăn cưới ai đó.